Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Cast Mèo Con Đi Câu Cá và miền Thanh NG đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì mình đã có nâng cấp cái gọi là bình oxy của mình lên gần là max cấp độ đây. Cái normal air tank này. Và mình sẽ cần khoảng 41.000 nữa để nâng lên cái cấp cuối cùng. Còn cái súng của chúng ta thì đang ở tầm khoảng là còn 4 mức nữa thì ta sẽ nâng lên được cái mức độ mạnh nhất của cái bắn này. Cái súng bắn này chúng ta. Chúng ta sẽ mua thêm các cái sub item để đi câu cá đi. Và hôm nay thì mình sẽ đi câu theo cái nhiệm vụ của con này là nó sẽ muốn ba cái con cá màu vàng vàng này. Thì ta sẽ xem có cái gì mới không. Cũng không có tin tức gì mới cả. Nào, ra khơi nào. Cái mission của ta vẫn ở cái phần Coral Reef này để cho sẽ bắt nó. Bây giờ oxy rất là nhiều rồi nên chúng ta có thể bắt được thoải mái đi. Phóng cần câu, phóng cái này ra bắt được thoải mái cái bọn này luôn. Càng đông càng tốt. Lên nào. Rồi, phát ba combo luôn. Lại đây, lại đây. Lại đây. Shit. Được có duyên một con rồi anh em ạ. Vào đây này. Vào đây này. Bắt hết. Bắt hết. Tất cả luôn. Giờ này thì mình có sẽ có oxy để hồi cơ nên không cần lo lắng lắm đâu. Ái chà, đây rồi, nhiệm vụ đây rồi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu con này? Mày vừa ăn con cá ta đúng không? Vào đây. Mình sẽ còn hai con cá nữa. Mình có oxy. Oxy à, tút lại phải đẹp trai luôn. Lại đẹp trai ngay, 96% ngay. Cái con cá có gai gai này à. Thì tiếp mình sẽ đập nó phát. Wow, có cá ngon kìa. Có cá ngon. Có cá ngon. Mission. Rồi ôi, hai con luôn. Bắt luôn. Vấn đề là chúng ta hơi xịt, quả đấy hơi xịt à. Đấy chà, cái này mình đánh vào nó là mình sẽ bật lại đấy nha. Ở đây, xịt này. Để cách duy nhất để dụ con mấy con cá kia vào là đấy. Như thế này đây. Bắn luôn chứ. Bắn luôn. Combo đâu rồi, đâu rồi. What? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Con kia không bắt được ta. Hơi tốn oxy rồi đấy. Hơi bị ghét rồi đấy. Mày này vào đây này. Bắn chết hết. Có vẻ nhiều cá ngon. Hôm nay có vẻ nhiều cá ngon. Ôi xịt kìa. Bắt cái này trước này, tại vì nó sẽ ăn được cả con cá này của mình. Nó nặng quá. Kéo mãi về đích. Ôi trời ơi. Tại sao tôi bị giật điện nhờ. Cá thu anh em ơi. Con này trước. Cá thu phải ra đây thì mình bắt được chứ. Nó không ra đây thì đúng là khó bắt. Nó chạy mất rồi. Nó sợ quá chạy mất dép rồi. Con này sẽ là 1.000 mấy đây. Wow. Ngon vãi. Đây rồi. Phát cuối cùng là sẽ kéo nó về anh em ạ. Yes. Chúng ta rất nhiều tiền luôn. Trời, phát cuối cùng. Bị bắt cái con sứa này cái. Mà thôi không cần phải xem quảng cáo đâu. Chúng ta sẽ được nhìn chung thì mình cũng khá tiền. Lần này kiếm khá tiền luôn đấy. Quả cuối bắt được con sứa thì ngon. 9.600. Còn chưa kể là xem quảng cáo cơ. Đó, xem quảng cáo được tận đến 4.800 nữa kìa. Quá tốt rồi. Chúng ta sẽ xem nó giới thiệu mấy tựa game này luôn. Để có tựa game gì hay thì có thể làm cho anh em xem luôn nhá. Đây là game gì? Đây là một cái tựa game khủng long. Cái tựa game Dino War biết ngay mà. Nó là khủng long chiến đấu với người. Dạng kiểu dạng trận giống kiểu Clash of Clans đây. Chúng ta sẽ về nhà. Bye bye nhìn rồi. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình có thể nâng cấp được cái khẩu súng kia lên. Không cần nữa rồi. Chúng ta sẽ cố gắng nâng cấp cái bình oxy đã. Không tính sau. Giải nhiệm vụ này. Cái ông lão này ông bán cái gì đây? Bán các cái bộ phận à, mình chưa cần lắm. Có cái không thông tin gì mới cả. Chúng ta sẽ đi nó yêu cầu là 40.000 nhỉ, để có thể là sang được cái mức gọi là cái air tank ấy, cái bình oxy của mình nước tối đa ấy nhỉ. Ok, chúng ta cứ bắt đi đã.
bắt cho nó thoáng bớt đi, không nhìn nó bay nhảy nhiều quá. Tiếc nào cái oxy này sẽ hồi rồi. Wow, nhân 3 kìa, nó bắt phát 3 con kìa. Oh, rồi chắc mình sẽ dừng ở đây. Đông phết nhờ, 80%. Bây giờ khí oxy quan trọng là chúng ta đây, con cá này sẽ được khoảng 300-400 gì vào. Đúng nhỉ, 491 luôn, rất là ngon, ngọt mía. Coi chứ là 500 đi, mà nó chạy vừa chậm rồi, không cần không to lắm, bắn phát là trúng rồi. Đợi chờ, cho sẽ đợi rồi. Phải bắt được một con làm cái mồi nhử để bọn này nó vào. Ôi oxy của tôi sao nó bé thế này, sợ không là hoàn thành được cái phương án đề ra rồi anh em, khó phết. Chúng ta cần thêm cá to. Ôi mắc sai kìa, mắc sai này. Yes, về mình sẽ đổi được thêm mấy cái đinh ốc cái thứ đó. Mắc sai là phát sáng nha. Không có gì cả ngoài mấy con này ra sao. Nào đã đợi 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 chờ là hạnh phúc. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cá bảy màu với các thứ đẹp phết này. Về đây, về đây, về đây, về đây, về đây. Vấn đề là không có cá to nhỉ. Cá thu đâu hết rồi. Đây, và cái đuôi nó. Cá vàng, cá vàng, cá vàng, cá vàng. Nó sẽ biến tất cả thành vàng đúng không? Mày này. Wow, 43.000 kìa. Bá đạo con hạt gạo luôn. Ok, lại có cá xem quảng cáo rồi anh em. Tốt. Nhiều người sao gần hết oxy rồi. Ôi trời ơi đừng. Tại sao vậy? Mình sẽ mất khoảng 1.600. Rồi mình sẽ mất cái này đi. Oxy, oxy. Nó bi mất rồi. Con cá quảng cáo, quay lại đây, quay lại đây. Đừng đi, đừng đi, đừng đi em ơi, đừng đi em ơi. Quay đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tốt rồi. May quá con này nó không ăn con cá quảng cáo nhá. Mày này chạy đi đâu. Combo, tiếp tục. Rồi, 44.000 rồi đấy. Wow, ngon phết. Và chúng đang đợi, đợi chờ. Tuy nhiên có cá vàng đẹp thật. Lâu lâu thỉnh thoảng nó mới xuất hiện mấy con cá vàng thôi. Ấy chà chà. Ấy chà chà. Bắt được một mớ, bắt được một mớ. Con này trâu lắm nhá. Bắn vào mồm nó rồi mà còn không bắt được thì bó tay. Về đây. Oxy. Combo nhân 2 luôn. Quá ngon. Lại bắt thêm con cá thu nữa này. Ngọt nước. Ui, nó cứng thế, cứng như đá vậy. Phóng lao còn xịt cơ. Phóng, ô, chết rồi. Chết, 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 chết. Nó không lượn qua đây thì đúng là. Đây rồi, ít nhất mình bắt được một con chứ. Về đây. À, bây giờ chỉ có xem quảng cáo thôi. Thôi không xem nữa. Và mình sẽ còn một cái con. Nhìn chung là khá nhiều thứ. Chúng ta được thêm tất cả là 13.000. Uầy, kỷ lục của chúng ta là 13.000 vàng này. Đi câu một lần. Thêm khoảng 6.600 nữa là tầm 20.000 vàng. Đi câu một lần này thôi. Thật sự là ngon. Quá đẹp luôn. 20.000 vàng cho một lần đi câu. Như thế này là đáng. Rất là đáng để bỏ ra đấy. Có 20.000 vàng mình sẽ nâng cấp được cái bình oxy của mình lên cái mức tối đa. Tốt. Normal xong còn lên một cái loại bình oxy nữa à? Chắc là vậy. Cái bình oxy cao hơn thì mình có thể xuống dưới được sâu hơn. Chúng ta sẽ đi sang các hòn đảo khác để câu những cái loài cá mới. Đây, cho có thông tin, tin tức các thứ. Không có gì nhiều. Nâng cấp bình oxy 41.000. Bây giờ sẽ cần 45.000 và 200 cái bánh răng để có thể nâng cấp lên. Nếu mình muốn mua súng khác thì sao? Súng khác thì chúng ta sẽ có 500 này, 600, 700. Chắc mình nghĩ bình nâng cái bình oxy là cái phương án hiệu quả nhất đấy. Cũng không có gì cả. Cái này bây giờ mình khó kiếm thế này. Bây giờ là kiếm ở đâu bây giờ? Khó lên trời. Chúng ta chỉ có cách là kiếm xuống cái Deeper Side này để kiếm mấy cái con bóng đèn với mấy con cá gỗ thôi. Chúng ta có thể soi sáng được vùng biển này bằng cách là giữ chuột nha. Giữ chuột trái và nó sẽ soi sáng cả vùng biển chúng ta. Sao toàn cá táo này? Mình cần cá gỗ.
Bữa này không ăn thua. Đâu rồi, toàn cá táo là táo thôi. Bình tĩnh nào, oxy của mình nó đang giảm khá là nhanh. Phát sáng cứ tưởng là có bóng đèn cơ, nhưng không phải. Chúng ta cần phải bắt rất nhiều bóng đèn, mỗi bóng đèn cho mình đến đây rồi. Ok. Một con này anh em. Con gì đây? Ấy chà chà. Nó không hề vào luôn. Cứ bắt đi đã. Tốt, vào gần mình là mình bắt nó luôn thôi. Bóng đèn này. Bóng đèn dĩ nhiên rồi. Vào. Ôi bắn vào cái vây của nó anh em ạ. Bắn vào vây không ảnh hưởng luôn. Chịu luôn đấy. Vào vây này, ít ra mình sẽ kiếm được ít tiền. Không phải là quá tệ. Oxy kìa. Đến nhanh hộ cái. Tôi đang cần, rất cần oxy. Đây rồi, kéo oxy về. Oxy này khá ổn. 44% luôn. Mày chạy đi đâu, mình nhìn con này mình biết rồi. Nó sẽ úp vào mặt mình. Và nó sẽ hút hết sạch oxy của chúng ta. Lại cá thu kìa. Cá thu này anh em. Bắt tạm, ăn tạm. Hơn 1.000 tiền đấy, cũng chẳng phải ít đâu. Không có cá gỗ nhiều nhỉ. Thật sự không có cá gỗ nào đấy. Trong này 21.000, mình còn thiếu khoảng 20.000 nữa. Có gì đây? Chết rồi, xem quảng cáo đi, xem quảng cáo đi. Vào đây à, không được. Vấn đề là có một con cá mới. Ok. Oxy trở về. Có loài cá mới không dám bắt. Nó giật điện cho là chết. Wave 7 rồi, chúng ta tiến tới Wave 7. Và có cá mới kìa. Đấy, đây này. Con cá mới, con cá gì đây? Không biết nó là gì. Mày, nhờn, biến. Ra ngoài mau. News. Có nên liều mình bắt không? What? Cái gì vậy? Đây rồi. Các quảng cáo kìa anh em ơi. Lôi về đây. Lôi về đây và vẫn được quảng cáo anh em ạ. Mất khoảng 2k4 tiền nữa để thám hiểm phía dưới nữa. Ok. Con nồi này biến ra ngay. Đập cho bây giờ. Mình cần loại cá mới. Khám phá được rất nhiều thứ hay ho đấy. Hết rồi, hết rồi. Đây rồi, chúng ta sẽ được cá mới anh em ạ. Con mèo ạ. Đừng, 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 đừng. Yes. Mình hẳn đâu được một con cá mới này này. Wow. Bá đạo. Tốt phết nhỉ. Không hề tồi một chút nào đâu. Rồi, chúng ta cần phải xem quảng cáo. Vì đã bỏ qua, đã gọi là hồi sinh. Không có cái nào khác. Nhưng mà chúng ta câu được rất rất nhiều loài cá mới. Và thêm rất là nhiều cái linh kiện để nâng cấp cái bình oxy của ta lên cấp cao hơn nữa. Xong nhá, và chúng ta sẽ chuyển qua cái mới đi. Ủa trên này còn hai con loài mà cá mới này. Thì tất cả tổng cộng bao tiền đây? 11.000. Đấy là còn chưa kể xem quảng cáo đấy. Chúng ta có thể xem thêm quảng cáo và kiếm thêm được khoảng 5.000 nữa. Tốt, và mình gần đầy luôn cái ấy rồi. Chúng ta gần đủ để nâng cấp cái oxy lên cái cấp độ cao hơn rồi. Quá ngon. Oxy cao hơn là mình có thể xuống được sâu hơn đấy, có thể trụ lâu hơn đấy. Nhưng mà thế thì vũ khí thì mình không nâng cấp được. Vũ khí thì nó cần khoảng 500 nguyên liệu là cái tối thiểu. Làm sao mình có thể kiếm được cái 500 nguyên liệu đây? Tổng cộng nó sẽ được là 29.624 và 175. Cái này chúng ta phải nâng cấp vũ khí lên để nó mạnh hơn nữa. Rồi sẽ nâng cấp vũ khí lên đi. Nâng lên một bậc đi á. E-tank thì kiểu gì nó cũng ấy rồi. Có nhiệm vụ mới ở đây thì chính là con Green Radar. Nó cho mình 12 cái nguyên liệu. Và Green Radar nó ở đâu? Vấn đề nó ở đâu? Quan trọng là nó ở đâu? Xem nào, Green Radar nó ở đây đúng không? Nó ở chỗ nào nhỉ?
ở trên ban ngày hay là buổi tối ta, không biết được. Mà nhìn chung thì chúng ta sẽ đợi xem như thế nào. Green Radar có đến nhìn trông lạ ta. Ui, vũ khí ở mạnh hơn, bán phát là 4 con luôn nha. Không phải là 3 con nữa mà là 4 con nha. Tụ tập hết ở đây, bắt luôn thể nào. Đó, nhẹ nhàng là 3 chú thôi. Cái con cá cần tìm nó ở đây không? Sợ không có ở đây. Nó sẽ ở dưới biển thì sao? Dưới cái bàn đêm thì sao? Có thể như vậy. Tại vì nghe tên cá nó hơi lạ. Chúng ta sang được cái wave 4 rồi. Oxy thì còn đầy nguyên. Sắp tới sẽ có cái oxy mới rồi. Chúng ta muốn dụ con cá vàng vàng, ta sẽ cần bắt một con xong kiểu gì cũng sẽ dụ được thôi. Kéo về đây. 200 tiền. Mày ơi, tưởng double được, không được à? Mission này ôi, trừ nhiều quá. Ok, có một cái mission ở đây anh em ạ. Thả. Thả thức ăn. Ồ, đậu xanh, mình bắt một đống cái gì đó. Nhưng mà còn thiếu một cái con nữa. Cái gì đây? Cái gì đấy? Tại sao nó cắn mình ta? Còn đây là cá đặc biệt mà. Mình hết sạch ấy rồi anh em. Cái bọn lợn này. Trời ơi, mình ghét cái bọn này thế nhở. Nào vào đây. Mình hết sạch cái ô ấy rồi. Chưa hết sạch cái kia rồi. Hết sạch cái thả lưới rồi. Không làm gì được. Bắn vào vây của nó. Con này bắn vào bụng xem nào. Đấy, con bò bắn như thế này cơ mà. Bắn nó siêu mạnh mà. Vũ khí mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng mà con cá này thì phải bắn vào bụng nó vì kích thước quá lớn. Nó không thể nào mà bắt được con đấy nếu mà không bắn vào bụng. Ui, cá to thế. Cá thu to này phải nhìn 5 tiền mất. Xịt rồi. Đây rồi, mãi mới có thể là bắn được nó. Vát xuyên vào giữa bụng. 1.000, có 1.000 mấy thôi. Ba con này luôn. Còn 4 con luôn. 560. Cá hại. Cá ăn hại. Ơi. Lực bị giảm sau khi đi xuyên qua một số con rồi. Ok, mình sẽ cố gắng bắt thêm một con cá thu nữa thôi. Hơn 1.000 tiền. Và chúng ta lại có 10,000 đây. Cũng khá tốt rồi. Không nói quá tệ. Hết oxy. Và chúng ta xem thêm một chơi một lần nữa nào. Oxy. Lên. Lên. Rồi, có thêm một con cá nữa kìa. Quả này không dám bắn à. Bắt tận 2 con cá này luôn. Chết mày đi này. Vào đây. 18 giây nữa sẽ bắt sứa. Đến khoảng 10 giây đã bắt sứa đi. Ô kìa 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 kìa. Ô kìa ô kìa. Ô kìa. Full size. Full size nhưng mình mất khoảng 5 tiền. 5.000 tiền. Thôi không đáng. Thì chúng ta sẽ kêu tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game cá. Mèo con câu cá.